Lâu quá. Okay. Yeah, So let the student in. Yeah, I need to know this. Okay. Hello, teacher. Oh my God, do you still? Mẹ ơi, vào rồi. Yeah. Ôi, các bạn còn nhớ cô không? Chứ một tuần không gặp nhau đấy. Hello, teacher. Hello. Hello, good evening. Hello, good evening. Để cô xem nào, để cô xem nào, hôm nay lớp mình có những ai nào. Okay, if you are ready. Who this, can you come at me? Vivo là bạn nào đấy? Từ bây giờ cô đọc chat đi nhá. Cô bảo này, thì bây giờ là cô sẽ điểm danh đây, cho nên là các bạn nhớ để tên nhá. Hello, teacher. Hello. Các bạn nhớ để tên nhá, để tên điện thoại nhá, là cô không biết bạn nào đâu. Ok. Hello. Xin chào. Good evening, teacher. Good evening. Then I heard some sound. Soon. Nào bây giờ cô sẽ remove pin cô nhá, cô xem nào. Oh my God, who this Hoa? Okay. Yeah. Okay. Hello. Yeah. Nhớ thêm đầu nha. Okay. Trần Duy Phương kia. Cả lớp nha, nhớ đầu tiên là nếu mà bạn nào ấy mà chưa có ăn hay là chưa uống thì mình sẽ đi ra lấy một lọ nước nha. Ví dụ như hôm nay này, ok, today I have today. Yeah, today I have a pink one. Yeah, today I have a cup of coffee. Hôm nay con có cup coffee màu hồng, ok. Các con đâu? Nước của mình đâu rồi? Nước đấy. Đi nhá. Rồi, các bạn nhá, nhớ bảo cô đi đổi đúng tên của mình nhé. Tại vì là các bạn không đổi đúng tên thì cô sẽ không biết là bạn nào đâu. Hello, teacher. Who is saying the screen? Green, not you. Hôm nay học gì? Hôm nay mình sẽ học trước unit 5 và mình sẽ học về tiếng Việt nhá. If you're ready, just raise your hands.
Put the icon raise hands to let me know that you are ready for the class. Nếu bạn nào xong rồi nha, bạn nào đã có một chiếc cup of coffee hoặc là cup of water, một chiếc một cốc nước ở đây hoặc là một chai nước, okay, a bottle of water, okay, thì các bạn raise hand được chưa? Các bạn raise hand vì là buổi học ngày hôm nay mình sẽ phải speaking rất nhiều, okay. Cho nên là hôm nay nếu không có nước ở bên cạnh thì sẽ không học được đâu. Nào, bạn nào mà chưa kịp lấy nước đi ra ngoài lấy nước cho cô nhá. Quickly to come to get a little bit, to get a little bit water into the cup and come back here, okay? Now, so I see that we have so beautiful girl here, okay? Who's there? Nguyễn Thị Kim Ngân, right? I need to ask you first, Nguyễn Thị Kim Ngân. And okay. Yeah, các bạn mở camera cho cô xem nào. Các bạn mở camera cho cô xem nào. Where is my student? Yeah. Mở camera cho cô xem nhá. Để cô điểm danh nhá. Okay, rồi Hiền Thục. Wow, Hiền Thục hôm nay có gì đây? Wow, Hiền Thục có sticker, right? Ờ, cái gì đây? Yeah, có flashcard đẹp quá. Trời ơi, chắc hôm sau cô phải mua thêm một bộ giống của Hiền Thục lớp 3 nhá. À, xem nào. Mình có Bảo Ngọc ngồi rồi này, Khánh Bình này, Phạm Hiền Thảo đây. Where's Phạm Hiền Thảo? Thảo đâu rồi? Yeah, ok, con nhìn thấy con rồi, tóc dài xinh quá. Rồi con ngồi vào chỗ đi nào. Ok, Bình An. Yeah, Bình An rồi. Phạm Kim Thanh mẹ đang lấy cho cốc nước rồi. Cảm ơn chị nhá. Minh Tiến, Kim Ngọc. Rồi, Bình An đang uống nước rồi, các bạn đang uống nước rồi. Yeah, ok, great. Nếu mà bạn nào mà, ok, if you are ready, just comment for me, say yes on the comment here. If you are ready, just comment yes to let me know that you are ready for the class, okay? Các bạn nào mà đã ngồi trật tự rồi này, các bạn nào ổn định rồi, mic nhất, cẩn thận rồi. Yeah, An Phú, yes, okay, Võ Minh Khang. Lâu lắm rồi không thấy các con của mình. Trời ơi, đó thì các bạn comment yes cho cô nào xem là các bạn đã ổn định chỗ ngồi chưa nhá. Yes, coffee. Yes, today I have a cup of coffee like that to start it with you. Oh, cô thấy Harry có bình nước to quá. Harry bỏ bình nước ra cô xem nào. Cái bình nước nó chắn hết màn hình rồi, Harry ơi. Yeah, thank you. Okay, so Khánh Bình ngồi dậy nào con nào. Ok, Khánh Bình. Yeah, rồi. Ok, great. Con ngồi dậy nha. Rồi, chưa là ngồi võng là xong là cũng ngất sớm đấy. Ok, rồi, tốt lắm con gái. Rồi, có hai bạn luôn. Còn bạn, mấy bạn iPad, mấy Oppo A9, bạn Hải Yến mở mic cho cô nào. An Nhiên hay Gia Bảo đây. Ngọc Anh, Thái Thịnh. Con yêu, cô yêu con không? Yêu lắm, trời. Tim, ok. Tại sao cô không chúc mừng con? Nào, chúng mình hôm nay có một điều đặc biệt. Các bạn được chưa nhỉ? Các bạn hôm nay các bạn có biết sao không? Các bạn có biết sao không? Để cô cho các bạn xem một chút nha. Rồi ạ. Just. Bây giờ hôm nay cô muốn các bạn lên nhóm một chút. Nếu mà bạn nào đã theo dõi vào thứ 6 hôm trước của cuộc thi Super Kids The Moonlight, đúng không nhỉ? Có bạn nào có theo dõi không? Yeah, cả lớp đều theo dõi. Nào, cô tắt cái này đi nhá. Không là không vẽ bậy lên đây đâu. Cô lát cô không dậy được đâu. Nghe không? Ok. Yeah. Trong cuộc thi Super Kids The Moonlight vừa rồi, với các đối thủ rất nặng ký, các anh chị nha, lớp 3, lớp 4, đúng chưa nhỉ? Các anh chị cấp 2, cấp 3 cũng có thi, đúng không? Rồi, các bạn ạ, các anh chị rất là giỏi. Mà cái độ đầu tư về video cũng như cuộc thi vừa rồi rất lớn. Ấy thế mà, đây. Now, top 9, okay, top 9, các bạn.
vừa rồi đúng không? Sau rất nhiều sự cân đo đong đếm rồi chấm rất là thì đã chọn ra được top 9 ấn tượng. Và lớp mình có một bạn nhỏ rất là đáng yêu đâu rồi nhỉ? Hôm nay Hiệp có ở đây không? Hiệp comment cho cô biết nào. Hiệp đâu? Where's Hiệp? Rồi Hiệp comment cho cô biết để cô biết là hiện tại con đang ở đâu nào. Yeah, đây rồi. Để mình add cái team vào đây nào. Ok, mở mic nào. Rồi, xem nào. Add from here. Ok, hello Hiệp. Hello teacher. Rồi, trời ơi, con có biết sao không? Cái hôm mà chấm super kid cả lớp ạ. Chấm super kid vào bài của Hiệp mà. Ấn tượng quá. Đây, tất cả các bài của các bạn đúng không nhỉ? Hoàng Hiệp nào? Hoàng Hiệp hôm đấy chia sẻ cho cô biết là con có theo dõi hôm trao giải và thấy bất ngờ hay là gì không? Cảm xúc của con thế nào khi được nhận giải à Hiệp? Dạ, con vui ạ. Con vui. Nào, thì trong bài của Hiệp vừa rồi, Hiệp có thi ấy. Nếu mà bạn nào theo dõi thì có bạn Hiệp nhà mình này. Bạn Thanh Lâm. Thanh Lâm hình như không có ở đây phải. Ok, có Hiệp nha. Hiệp thì rất là chúc mừng Hiệp đã lọt top 9 và giành được các phần thưởng rất rất lớn của Pantado. Ok. Và cô mong rằng là với những cái sự tiến bộ của mình này, những cái đóng góp của mình này, thì Hiệp sẽ càng ngày càng chăm học hơn và có nhiều các ý tưởng sáng tạo hơn, đúng không nhỉ? Bởi vì sắp tới sẽ có rất nhiều cuộc thi mà cần đến sự nỗ lực của con được chưa? Không chỉ là thuyết trình nữa. Cái này cô chỉ bật mí thôi. Đó là không chỉ là thuyết trình nữa, nó cần nhiều hơn thế. Vì vậy đây cũng coi như là một thành quả rất là lớn của lớp mình. Tại vì các bạn còn rất là nhỏ, nhưng mà cũng thi này nhìn này toàn các anh chị lớn thôi đúng không? Cả lớp chúc mừng cho bạn Hiệp nha. Ok. Yes. Chúc mừng Hiệp. Đó thì trong cái bài vừa rồi thì cô muốn này, lớp mình thì sau những cái cuộc thi như này thì mình sẽ mạnh dạn hơn nhá. Mình không phải lo đâu. Thì các bạn này cũng các anh chị này, anh chị cũng gửi bài về rồi là mình có thiếu sót gì hay là mình cần chỉnh sửa gì thì các cô cũng chỉnh sửa cho, đúng không nhỉ? Rồi góp ý. Và đó, như Hoàng Hiệp đúng không? Bạn tham gia rất vui, rất rất tự nhiên và bạn cũng nhận được giải thưởng xứng đáng với quá trình nỗ lực của bạn, đúng không nhỉ? Ok, rồi sau so, chúc mừng Hiệp nha, cô rất là mừng luôn. Và bây giờ thì mình cần phải đến bài học ngày hôm nay thôi, bởi vì là hôm trước mà mình cũng đã lỡ mất mấy buổi rồi Hiệp nhỉ? Hiệp nhớ là hôm trước mình lỡ mất mấy buổi rồi không? Mà không được học với cô Ngọc không? Ừ, hai buổi. Một buổi là thứ tư, tại vì hôm đấy là do Zoom của cô nó vấn đề. Buổi thứ hai là mình trao giải Super Kid vào thứ sáu. Ok. Hiệp nhá, nhớ chia sẻ bí kíp học tiếng Anh cho các bạn ở trên nhóm nha, giấu ấy. Ok, nào. Con đâu có biết cách đâu. Yeah, ok. Thế bây giờ mình comeback vào bài học nhá con nhá. Ok, thank you. So today we just moved to the Unit 5, ok? We just moved to the Unit 5. Cả lớp có nhìn trên mạng không nhỉ? Can you see the screen? Can you see the screen? Love you Bảo Anh. Yes. Yeah. Can you see the screen? Okay. Thank you Thiên Kim. Yeah. Thank you. We all see the screen. Yeah. We all see the screen. And we have some new words in the previous class, right? Mình đã có một số các cái từ mới đúng không vào trong bài trước và cô còn ra cả bài tập ở dạng game cho các bạn nữa. Ok, nhưng mà chắc là các bạn bận thì chỉ có một số bạn nộp bài hoặc là các bạn chưa có hashtag thôi cho nên chưa được duyệt bài. Yeah, we have one bathroom. Ok, cô muốn nhấn mạnh một chút ở đây nhá, là bathroom. Ok, room. Not room hay là không phải room hay là zoom gì đó nhá. Room, ok. Nếu mà bạn nào mà cần phải sửa lại phát âm thì mình sẽ cùng luyện lại với cô nhá. Ok. Bathroom. One more time. Bathroom. Ok. Nhớ nha, có rất nhiều bạn là mình cái room này mình chưa có rõ.
Ok, room chưa có rõ thì hôm nay mình đọc nha. R, room, ok, good. Mình có bathroom, phòng tắm, right? Bedroom, phòng ngủ. Kitchen. Ok, kitchen, bed, dining room. Oh, ai đang vẽ lên bảng đây? Page 55. Okay. Activity 2. Listen, point, and say. 1. Bathroom. She's taking a bath. 2. Bedroom. She's getting dressed. 3. Kitchen. He's cooking. 4. Dining room. He's eating. 5. Living room. She's drinking. He's reading. Yes. Look at the picture we have. Bathroom. She's taking a bath. Là phòng tắm. Bạn nữ đó đang tắm. Okay. Bathroom. Này, rồi là kitchen, right? Dining room, living room. Ok. Yeah. Mình chỉ có những cái từ mà chỉ phòng đơn giản đấy thôi. Và hôm trước bài yêu cầu là các bạn vẽ ngôi nhà của mình, đúng không? Nghe ngôi nhà trong mơ của mình, right? Thì bạn nào mà chưa hoàn thành thì các bạn nộp bài cho cô nhá. Ok. Great. Nào, hôm nay mình đã rõ rồi nha. Mình sẽ không nhầm lẫn chữ room nhá. Và cô nhấn mạnh tiếp theo này. Chữ bedroom và bathroom và bathroom thì viết liền. Còn the dining room or living room thì mình viết tách hai cái từ này ra. Đó. Ok. Cái này là nhớ cho cô nha. So, move. Ok, hôm bữa cô vừa dạy các bạn đúng không? Mình có câu hỏi là What's he doing? Hoặc là What are you doing? Right? Mình có câu hỏi What's he doing? Có nghĩa là anh ấy thì đang làm việc gì? Ok, thì tương tự mình hỏi cũng có câu là What are you doing? Bạn thì đang làm việc gì vậy? What are you doing? Ok. Thì câu hỏi thì phải có câu trả lời đúng không? Bạn ấy hỏi anh ấy thì phải trả lời anh ấy. Giống như bạn này này. He's eating. Anh ấy thì đang ăn. Đơn giản thôi. Có đuôi in này thì là đang làm cái gì đó đúng không? Cứ động từ mà có đuôi cái chữ in này đằng sau này lại là đang làm gì đó. Ok. Bài này hôm trước là học rồi. Cô chỉ ôn lại một chút thôi để mình sang bài hôm nay nha. So, we have the story today. Fun at home. Okay. Are you ready for the story today now? Yeah. Are you ready for the story? Tắt chat à? Cô ơi, con không thấy bài cô gửi nên không làm được. Okay. Vậy thì từ hôm nay mình sẽ theo dõi lại ở trên Zalo nha. Cô sẽ ra bài đều nha. Cô tạm thời tắt chat nha. Okay. We turn off the chat now and focus on the story. Today, we will go on the story Fun at Home. Còn fun, vui đúng không? Vui. Ở nhà thì vui. Fun at home. Vui ở nhà, vui chơi tại nhà. Bởi vì dịch rồi, dịch dã rồi đúng không nhỉ? COVID-19, mình phải đảm bảo sức khỏe nữa. Cho nên là mình chỉ chơi ở nhà thôi, không có đi lanh quanh đâu nha. Yeah. Thì trong câu chuyện này thì cô sẽ mời một bạn nhá. I will invite
one person who will practice with me. Cô sẽ mời một bạn có thể là mình thực hành nói với cô và cô sẽ cho các bạn nghe chuyện trước nha. Okay, listen, listen, right? Listen. Pages 56 and 57. Activity 5. Listen to the story Fun at Home. What are you doing, boys? What are you doing, boys? Okay. Các con đang làm gì vậy? The boys, đúng không? Những chàng trai, right? What are you doing, boys? Các con đang làm gì vậy? Những chàng trai, right? Okay. Next. We're playing. We're playing. We. Chúng con, đúng không? Thì we đi với are, một cái tắt là are này. Okay. We're playing. Chúng con thì đang chơi. Right? Nào, xem tiếp là câu chuyện tiếp tục ở trang thứ hai là như nào ta? Where are you, Mom? I'm in the living room. Okay. Thì đầu tiên là mẹ thì hỏi các con là đang làm gì, đúng không? Thì các con trả lời là con đang chơi này. Rồi tiếp theo là bạn nam chạy ra. Oh, where are you, Mom? Okay. Hôm nay có từ mới nhé, từ where. Where, what là cái gì, việc gì, còn từ where, ở đâu, okay. Where are you, Mom? Mẹ đang ở đâu rồi? Okay. Thì mẹ trả lời. Mẹ trả lời là I'm in the living room. Okay. I'm in the living room. Mẹ thì đang ở trong phòng khách. Mm-hmm. The living room mình chuyện học rồi này. I'm, mẹ thì in trong the living room, phòng khách, right? What are you and Patrick doing? I'm reading, and he's reading too. Okay. What are you and Patrick doing? Con và Patrick thì đang làm cái gì vậy? À, thì bạn này trả lời nào? I'm reading and he's reading too. Con thì đang đọc và cậu ấy thì cũng đang đọc luôn. Right. Patrick ấy đang cầm sách ấy. Ok, Patrick này và bạn áo xanh này cũng đang cầm sách này, cũng phải đang đọc không? Dạ, yeah. Xong mẹ khen này. That's good. Đấy, thấy con cái đang đọc sách thì mẹ khen luôn. That's good. Rất là tuyệt. Next. Boys, I'm making lunch. Boys, I'm making lunch. Các chàng trai của mẹ ơi, đúng không? Mẹ đang nấu bữa trưa nè. Uh-huh. Giống như mẹ mà mẹ của chúng mình ý, hay gọi ấy, Ngọc ơi, mẹ đang nấu cơm này, mẹ đang nấu bữa trưa này, ra giúp mẹ một tay này. Đó, các con nghe quen không? It's time for lunch. What are you doing now? I'm drawing. Okay. Mẹ thì đang làm bữa trưa. Thì nấu xong rồi thì mẹ đi vào, ở bức tranh năm này mẹ đi vào bảo là it's time for lunch. Đến giờ ăn trưa rồi. What are you doing now? Bây giờ các con thì đang làm việc gì vậy? Thì bạn áo xanh trả lời I'm drawing. Wow, trời ơi, đang cầm crayon này là chắc chắn là đang vẽ rồi, đúng không? Drawing. Drawing. Đấy, bạn nào mà chưa biết thì có thể đọc to nào. I'm drawing. Okay. Drawing. Oh, và các bạn nhìn này, các bạn ấy vẽ hết lên tường này. Trời ơi, bẩn chưa? Patrick, what are you doing? I'm drawing too. Yeah, but look at the Patrick now. Nhìn bạn Patrick này. Mẹ chửi mẹ mắng này. Oh, Patrick, what are you doing?
I'm drawing too. Đấy cũng là vẽ nhưng mà một bạn thì một bạn thì chắc là vẽ trên giấy, một bạn thì vẽ trên tường, thì bạn nào hư? Bạn nào hư? Trời ơi, Patrick hư quá đúng không? Patrick vẽ trên tường thì các bạn nhá, không được vẽ trên tường đâu. Ok. So, now bây giờ cô sẽ muốn gọi một bạn nhá. Bây giờ cô sẽ mở chat nào. I want one of you. Cô muốn một bạn nào. I want one of you. Mi Hoàng Tú à? Mi thì tại vì cô thấy Hoàng Tú Phương comment sớm cho nên là cô sẽ gọi Phương nhá. Hoàng Tú Phương đúng không? Oh my god. Rồi, bài này các bạn hiểu rồi đúng không? Hoàng Tú Phương. Hello. Yeah, hello Phương. Oh, who's there? Đâu rồi? Cô để cô tìm cái Phương này xong cô ghim lên trên này xem nào. Cái màn hình của Phương đâu ấy nhỉ? Yeah, I'm here. Yeah. My name is Hoàng Tú Phương. Yes, I know. I will add pin here. Okay. Yeah, Phương. Okay. Look at this picture here. And we will go on. Now, so, which character do you want to play? Con muốn làm nhân vật nào trong câu chuyện này? Wow. I don't know. Yeah, you don't know. So we have the mom here or two boys. Con muốn làm nhân vật mẹ hay là nhân vật hai anh bạn này? Two boys. Yeah, you want to be a boy. So we will start first. Okay. Hello, yeah. Focus on the conversation now and we will practice. Các bạn sẽ tự chọn cho mình một nhân vật. Okay. Tự chọn cho mình một nhân vật để mình có thể là mình luyện tập. Okay. So, me first. Okay, Hoàng Tú Phương. What are you doing, boys? We are playing. Okay, move to the picture two. Where are you, Mom? I'm in the living room. What are you and Patrick doing? I'm reading and he reading too. That's good. Okay, boys, I'm making lunch. It's time for lunch. What are you doing now? I'm drawing. Drawing, not draw. I'm drawing. Now, Hoàng Tú Phương đọc lại cho cô nào. I'm drawing. I'm drawing. Yes, I'm okay. Drawing. Yes, good. And Patrick, what are you doing? I'm drawing too. So look at this. Look at Patrick Phương. Look at Patrick. He is drawing on the wall. Is this good or not? Yes. Okay. Is this good not or not? Good. And now work is là nghĩa là tường đó cô. Thế con có tốt không? Good hay là không? Tốt hay là không? No, not. Not. Of course not. Yeah, of course not. We know that. Mm-hmm. Of course not. Good, good girl. And hey, girl. I just want to ask you some question about the story. So, we have the word what. What and where here. So, what? What does it mean? The word what? What does it mean? What we hay là em in vậy cô? Con không nghe what, rõ. What are you doing? What does it mean? Nghĩa gì? Đó nghĩa là bạn đang làm gì á? Yes, and the question where are you? What does it mean? Where are you? Nghĩa là bạn đang ở đâu? Còn yes, cái of này course. Thì con đã học rồi nên là rất easy, so easy. Yeah, it's easy for you. But now, nhưng mà mình khi mà mình dịch đúng không? Khi mà mình dịch, mình hiểu theo ngữ cảnh đúng không các con? Yeah, mình sẽ hiểu theo ngữ cảnh. Và trong trường hợp này mình sẽ dịch như nào, Phương? Where are you, Mom? Mẹ đang ở đâu? Exactly.
Exactly, my girl, you're so smart. Okay, thank you, Phương. Giờ khi mình nói tiếng Anh nhá, mình nhớ lưu ý này, mình sẽ lưu ý dịch theo ngữ cảnh, đúng không nhỉ? Cả lớp đều nắm rõ rồi nha. Bạn Thùy An đừng nhắn vậy cô bùa. Ok, so, thank you Phương. Và bây giờ mình sẽ đến đâu nhỉ? Mình sẽ lấy bài tập nhá. Ok, Phương tạo bài tập đi cho cô nha. Ok, look at this. Task 5. Look at the story and circle, right? We have 3 questions here. Okay, we have 3 questions here. Okay. Okay, so we have the first question. Who is playing? Who is playing? Question 1. Who is playing? Nào các bạn nào, các bạn nào, các bạn nào có câu 1. Có câu 1 nào, có câu 1 nào. À, tắt chat rồi, I'm sorry. Yeah, question 1. Who is playing? Can you answer for me? 2, we have mom here and 2 boys. So, which is the right answer here? Who is playing? 2, oh my god, Nguyễn Lương Hà An, yeah. Ok, Nguyễn Hoàng Ngân. Rồi, yes, các bạn đều comment là đáp án 2, yeah, the answer 2, good. And the question 2. Who is making lunch? Who is making lunch? Cái từ who ấy, ai, đúng không? Ai. Who is making lunch? Nào các bạn tập trung là không có tắt chat bây giờ đây. Ok, tốt rồi. Yeah. Mom is making lunch. Ok. Mom is making lunch. And the last question. Who is drawing? Ai thì đang vẽ nhỉ? Who is drawing? Rồi các bạn comment rất tốt. Cô nhá, cô sẽ lưu lại tất cả các cái danh sách chat đấy, tức là kể cả trong giờ học cô không có nhìn thấy nhiều đâu, nhưng mà sau mỗi buổi học là cô sẽ nhìn danh sách chat và cô sẽ tích các bạn vào ấy, tích điểm của các bạn nhá, và hôm sau cô sẽ cho các bạn xem cái danh sách điểm danh của cô. Ok, và bạn nào có tên đó hôm nào mình cũng tích cho các bạn đó. Ok, hôm sau mình sẽ show lên nhá, giống như ở trên lớp ấy nhá. Yeah, so who is drawing? Yeah, two. Oh my god, các bạn này thông minh quá trời đó. Mới có đọc có một tí thôi mà đã thuộc rồi. Ok, tốt rồi. Yeah, thank you. Yeah, hôm nay mình có cái từ nào? Hôm nay mình có từ what? Ok, W-H-A-T, what? Cái gì? Việc gì? Where? Ở đâu? Ok. W-H-A-T. E-R-E. And the last word, who? Ai, đúng không? Who? Hôm nay mình có 3 từ rồi. What, where, and who? Ok. What, cái gì, việc gì? Where, ở đâu? Who, ai? Ok. Ủa, bạn nào cứ đòi remote screen đây? Oh no, just me. Và trong tiếng Anh thì thường thường các bạn ấy sẽ hay dùng các cái từ gọi là sao nhỉ? Để mà viết tắt ý. Ví dụ nhá. Như câu này nếu mà thường thường mình đọc rõ ra là where is Dylan, đúng không? Where is? Ok, where is? Thì khi mà mình nói thì mình sẽ viết tắt. Mình sẽ nói tắt đi cho dễ. Ví dụ từ where is thành từ where's, viết tắt thôi, là ở đâu. Dylan thì ở đâu. Ok, thay vì mình nói where is Dylan thì mình có thể nói là where's Dylan. It's okay.
Và khi mà mình trả lời thì mình sẽ trả lời là anh ấy thì ở đâu đó, đúng không? Ví dụ như trong này là dining room. Tương tự về việc viết tắt, he is tương đương với he's, she is tương đương với she's, và I am tương đương với am. Ok. Có từ he is, anh ấy thì, đúng không? Cô ấy thì thế nào? Và tôi thì thế nào đó? Ok. And now we just listen to the radio and then focus to answer the question now. Let's tick. Page 59. Activity 12. Listen and check. 1. Where's Sarah? She's in the kitchen. Okay, the first question. The first question here. Where's Sarah? Where's Sarah? Okay, all the class, where's Sarah? Nào các con có thể comment cả câu được không? Comment cả câu nào. Where's Sarah? Where's Sarah? Okay, cả câu này. Một với hai nhưng mà cô cũng biết. Cô không biết. Một với hai là cái đâu? Một. Sarah in one. Sarah in one. But one là gì đây? Ở đâu đây? One là cái gì? Sarah ở đâu? Sarah ở đâu nhỉ? Cả lớp. One. Nhưng mà one là ở đâu? Ở trong cái phòng này là living room hả? Đây là living room hả? Đây ở đâu? Yes. Đúng rồi. Phúc Lâm comment rất chính xác. She is in the kitchen. Wait a minute. Phạm Kim Thanh. Okay, Phạm Kim Thanh. Okay, Phạm Kim Thanh sẽ lưu ý nhá. Thầy Vương hỗ trợ cho em Phạm Kim Thanh nhá. Yes, she is in the kitchen, right? And now mình sẽ tiếp tục nghe xong đến bài thứ hai xem nào. Where's Manny? Okay, xem bạn Manny đang ở đâu nhá. 2. Where's Manny? He's in the dining room. Okay, where's Manny? Where's Manny? Where's Manny? Ôi, Văn Ngọc Ngà nghe được hết rồi này. She is in the kitchen nhá. In the kitchen, trong đúng không? In trong. Ok, nào tiếp tục nào. Where's Manny? Vừa rồi nhỉ. Where's Manny? Manny, bạn Manny ở đâu? Where's Manny? Can you hear this? Mình nghe lại nhá. He's in the dining room. He's in the what? Living room, kitchen. Living room. Nào, các bạn có nghe được cả từ đấy không? Các bạn có nghe được cả câu đấy không? Nghe lại nhá. Listen again. Manny, he's in the dining room. He's in the gì nhỉ? In the what? Đâu có xem nào, dining room nào, trời ơi, không, Lương Hà lại không nhớ cách đi. Yeah, Tú Phương. Rồi, gần đúng rồi. Dining room, yes, dining room. Bùi Gia Long là người comment rõ ràng và đúng từ nhất. Rồi, dining room, ok. Các bạn nhớ về xem lại cái từ dining room nha, không là nhiều cháu là viết sai đó, ok. Manny is in the dining room. Good. Now, dining room là chỉ có một chữ N thôi, nghe chưa? Nhiều bạn là comment là hai chữ N nha. Okay, next. 3. Where's Kevin? He's in the bedroom. Okay, where's Kevin? Kevin ở đâu? Where's Kevin? Can you hear this? Bathroom? Are you sure? Are you sure for this answer?
is in the bathroom. Nào, cô lưu ý rồi, từ bathroom biết liền, đúng rồi, chính xác. He is in the bathroom. And the last one. 4. Where's Peggy? She's in the bathroom. So, where is Peggy? Where is Peggy here? Where is Peggy? Look at this. We just have a living room and a bathroom. So, where's Peggy? Bathroom, chính xác. Bathroom, Trần Bình Minh lớp 4B. Bathroom, exactly. Right, phòng tắm. Cái từ phòng tắm và phòng ngủ thì nghe nó hơi giống nhau một chút, đúng không? Một là bathroom, hai là bathroom is a little bit similar, but we need to focus on the differences between two words, okay? Mặc dù nghe hơi giống nhau một chút, tuy nhiên là chúng mình cần phải phân biệt được chúng là một là bathroom, một cái là bedroom. Đấy là lý do tại sao mà cô muốn nhấn mạnh rằng các bạn không được bỏ âm gió. Bỏ âm gió là nó sẽ thành các từ khác ngay. Ok. Good. So, we just want here now. Hôm trước thì mình có học rất nhiều, đúng không nhỉ? Mình học có rất nhiều về cả body, về cả clothes, right? Mình học từ bộ phận trên cơ thể này, mình học cả về quần áo, đúng không? Mình học cả quần áo, rồi mình học cả trong các phòng trong một nhà, mình học cả một số hành động nữa. Thì hôm nay mình sẽ tổng hợp lại tất cả những kiến thức đó. Nào, bây giờ nha. Bây giờ là các bạn vừa nãy là bạn nào comment nhiều thì đến giờ phải dùng đến đôi tay xinh rồi. Okay, look at this. Can you see the screen? Các con có nhìn thấy cái màn hình không? Can you? Yes, okay. We will listen. Yeah, trong bài này mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 questions. Yeah, we have 8 questions. Your mission here is you will listen and watch videos and then you answer all the questions. Okay. Nhiệm vụ của chúng mình ngày hôm nay sẽ là xem đoạn video này và trả lời 8 câu hỏi trong video nhé. Sẵn sàng chưa nào? Are you ready? Yes, okay. Yes, teacher. So, con không nhìn thấy. Trời. Nào, cố lên nào. Chắc do mạng rồi. Nào, nhìn thấy không ạ? Các bạn có nhìn thấy không? Comment cho cô nào. Ngọc Hân sao? Rồi, nào bắt đầu nha. Tập trung này. Little Fox. Little Fox. The Tale of Peter Rabbit. Episode 1. Mrs. Rabbit Goes Into Town. Okay, The Tales of Peter Rabbit. Okay, câu chuyện về Peter Rabbit. Okay, tập 1 nha. Lần sau là xem nhiều tập nữa cô. Okay, tập 1. Mrs. Rabbit goes into town. Mrs. Rabbit goes into town. Cô, bác Rabbit, đúng không? Bác Rabbit thì đi đến thị trấn. Ok, xem câu chuyện này như nào nhé. Mrs. Rabbit had 4 little... Okay, we have the first question now. Mrs. Rabbit had how many bunnies? How many bunnies? Okay, cô muốn gọi một bạn nha, cô muốn gọi một bạn nào. Cô gọi một bạn nào. Raise hand. Gọi một bạn nào. Tú. Nguyễn. Khang nào. Ok, hello Khang. Hello teacher. Ok Khang, so can you answer
question, how many little bunnies? Nào, Missy Rabbit có bao nhiêu bạn bunny? Có bao nhiêu thỏ con? Five. Nào mình nghe lại nhá. Little Fox. The Tale of Peter Rabbit. Episode 1. Mrs. Rabbit Goes Into Town. Mrs. Rabbit had four little bunnies. Now, so, how many? How many? Oh, có thấy các bạn comment ở đây rất là nhiều này. Four. Great, cảm ơn cả lớp. Nếu mà các con mà chưa làm được thì các con phải nhờ trợ giúp của cả lớp nha. Ok, four rabbits. Ok, next. The Tale of Peter Rabbit. Episode 1. Mrs. Rabbit Goes Into Town. Mrs. Rabbit had four little... Oh, sao không chạy tiếp nhỉ? Four rabbits. Yeah, four rabbits. Four bunnies. Okay, four bunnies. Đợi cô một chút xem là bạn ấy đây. Yes, okay, next. Had four little bunnies. Their names were Mopsy, Flopsy, Cottontail, and Peter. They lived in a hole under a tree. Okay, the next. Cái này thì cô cần sự trả lời của tất cả các bạn. Cô cần sự trả lời của tất cả các bạn nha, tại vì câu này là một câu khó. Where did they live? Họ sống ở đâu? Tree. We know that tree. Ok, cả lớp đều đang thiên về đáp án 1. Cả lớp đều thiên về đáp án 1 nào. 1. Yeah. Cô mà tắt chắc đi là cô. Đấy. They live in a hole under a tree. Yes, they live in a hole under the tree. Là họ họ sống ở dưới một cái hố đúng không? A hole, đúng không? Dưới một cái cây. Yes, cả lớp, cô đang xem cả lớp nữa, cả lớp comment à. Bây giờ tạm thời con tắt chat cho cô nhá. Ê, cô đang không thấy đâu, cô đang không thấy con đâu. Okay. Okay, thank you. Yeah, next. Cả lớp nào. Tree. One day, Mrs. Rabbit said, "We need bread. I'll go into town to buy some." She grabbed her basket and an umbrella. What did Mrs. Rabbit take with her? Ừ, cô không tắt với các bạn phải comment, cô mới biết đáp án chứ, đúng không? What did Mrs. Rabbit take with her? Mà rabbit thì mang cái gì nhỉ? Các bạn comment nào. Và comment cho cô nào. Bà rabbit thì mang cái gì đấy? Moon. Nào, moon hả? Nào, trời ơi, bây giờ không biết rồi. Nào, bây giờ mang một cái gì ta? Nào, lại nào.
Bài không dễ đâu. One day, Mrs. Rabbit said, "We need bread. I'll go into town to buy some." Yeah, mẹ bảo là mình cần mua bánh mì đúng không? Mình sẽ phải đi, mẹ sẽ đi xuống thị trấn để mua một ít. Oh, okay. She grabbed her basket and an umbrella. Nào, trong tay của bà có mang một cái gì đây? Cái ô, okay. Cái ô, bữa nay con cầm bao nhiêu? Cái ô nào, umbrella, okay, umbrella. And basket. Okay, cảm ơn nha. Thank you. Okay, giấy cô ổn điền nhầm bên này. Basket and an umbrella. Okay. Mrs. Rabbit looked at her bunnies. "I will be back soon," she said. "Can we go outside?" asked Peter. "Yes," said his mother. "Yeah. But don't go into the farmer's garden." Why did Mr. Rabbit tell bunnies not to go in the garden? Các bạn có biết tại sao mà Miss Rabbit lại nói với các con của cô ấy là không được đi ra garden không? Sao nhỉ? Mrs. Rabbit looked at her bunnies. "I will be back soon," she said. "Can we go outside?" asked Peter. "Yes," said his mother. "But don't go into the farmer's garden." Nào, các bạn có biết không? Các bạn có biết không? Fox, okay. Sao một số bạn kêu là có fox? Yeah, we have fox. Bởi vì mẹ bảo là không được đến. Ồ, vì sợ. Ồ, sợ gì nhỉ? Fox? Cat? Oh my god. She said that không được đến vườn của nông dân đâu. Có cáo ơ? Sói á? Ôi, các bạn bảo có sói á? Sói ơ? Này, but don't go into the farmer's garden. Farmer's garden. Sợ bác nông dân đánh. Okay, let's check. Garden. Your father went there, and he never came home. Oh my god. Oh, hóa ra là bố thỏ của các bạn đến vườn của bác nông dân, và từ đó trở đi không thấy bố đi về nữa. Oh, bảo sao? Okay, mother, said the bunnies. Mrs. Rabbit headed off to town. Okay. Cả lớp nhìn này. Bắt đầu Mrs. Rabbit đi ra ngoài rồi đúng không? Rồi. Có sói, có cáo đúng không? Lại còn bác nông dân nữa. Thế bây giờ mà mẹ đi ra ngoài như này rồi thì các con nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp đấy? Dad's man is dead. I'm so scary. Okay. So, và bây giờ tiếp tục nào. What do you think will happen next? Các con nghĩ là có gì sẽ tiếp diễn nữa nhỉ? Không biết. Ow, không biết. The bunnies put on their jackets and shoes. Yeah, the bunnies put on their jackets and shoes. Đúng không? Ui, ăn thịt. Then they went outside. The four bunnies hopped down the path. The four bunny. Now, hopped down the bunny path, right? No? Look over there, said Mopsy. I see a blackberry bush. Yum! Said Flopsy and Cottontail. Flopsy, Mopsy, and Cottontail ran to the bush. Okay, now, look at this. Oh my god. Look at this. Cả lớp nhìn vào đây nào. Look at this. Sói đi ăn thịt thỏ. Oh my god.
Các con đoán xem ở đây có gì nào? Can you guess that? What is this? What is this? Oh no. We have three bunnies with red jackets go to the tree. Quả. What's the names? Nào, mình có ba cái bạn bunny đấy là bạn ấy tên gì nhỉ, nhớ không? What are the names of four little bunnies? What are the names of the four little bunnies? Mình có bốn cái tên ở đây. Các bạn nào nhớ tên của các bunny không? Oh, four, one, one, three, three or one, four. Oh my God, which answer? Now, wait a minute, four. Four, Peter, Meter, Cotton and Button. Có chắc là four không? Almost. Oops, oh yeah, one. Đấy, Cottontail, Flopsy, Mopsy and Peter. Rồi các bạn đáp án 1 nha. Một tay. Peter's sister started to pick blackberries. I don't want blackberries, Peter thought. I'm going to the farmer's garden. Thế lại lại đi ra vườn của bác nông dân rồi, đúng không? Chết rồi. Mẹ dặn, oh no. Oh no, đúng không nhở? Mẹ dặn là không được ra vườn của bác nông dân thế mà. Oh no, oh my God. Nào, tiếp tục rồi. Thôi hết tập 1 rồi. Tập 2 các bạn nghĩ thế nào nhỉ? Tập 2 thì các con sẽ nghĩ là bạn Bunny sẽ như nào? Ôi cái Bunny nó chết thật rồi. Thế bạn Bunny mất thật rồi. Trời ơi, rất là đáng sợ. Thì để ngày hôm sau mình cùng xem nhá. Ngày hôm sau mình cùng tiếp tục xem và làm bài tập bài Bunny đấy nhá. Ôi đáng sợ quá. So scary. Chết rồi. Có sợ lắm không? Trời ơi, sợ lắm, Phú sợ lắm rồi kìa. Oh no, nào, bởi vì trong cái episode 1 này mình mới chỉ xem tập 1 thôi và mấy hôm sau thì mình sẽ xem tiếp tục nha. Next, ok, next. Và hôm nay tiếp tục nào, mình sẽ phải luyện speaking một chút. Oh. Như các bạn hôm trước ấy, cô có bảo là các con... chưa có luyện được nói đúng không nhỉ? Chưa được luyện nói nhiều. Ok. Mình chưa được luyện nói nhiều. Ok. Ok. Look at this. We have the exercise here. Và trong bài này đúng không? Đến phần luyện nói này thì cô cần gọi một bạn nha. Nào bây giờ mình sẽ... tạm thời là không sợ về chuyện chú Bunny màu xanh đi vào vườn xong rồi bị thế nào đó, đúng không? Thì cái đấy là để sang bài 2 nhá. Bài hôm sau mình xem tiếp nhá. Còn bây giờ mình sẽ bắt đầu comeback lại đến bài nói. Ok. Mình sẽ comeback lại đến bài nói nhá. Phần speaking của mình. Ok, phần speaking. Thì hôm nay mình muốn là luyện cho các bạn một chút. Ok. Yeah. She is wearing a pink shirt. Và sau đây cô sẽ có một trò chơi nhỏ là các bạn sẽ nói vào trong phần ghi âm để có thể cho máy nhận dạng xem là khả năng phát âm chuẩn của các bạn đến đâu. Được chưa? Và mình sẽ cố gắng là chữa cách phát âm của các bạn nhá. Now, so, who's volunteer? Có bạn nào xung phong không? Bạn nào xung phong không nào? Bạn nào xung phong nào? Cô còn vẫn sợ. Ôi, cô cũng sợ lắm. Hôm sau mình xem tiếp tập 2 nhá. Ôi.
Ok, nào, xem nào, xem cái khả... Wow, Mi nhiều quá. Trời ơi, cái bạn iPad là bạn nào đây? Rất là tích cực nhưng mà cũng không biết tên bạn đây là bạn gì đâu. Ôi dạ, nào, bạn nào đây? Raise hand nào, để kiểm tra nào. Bạn nào nhỉ? Cái bạn iPad là bạn nào đây? Nếu mà để tên là cô biết là cô gọi rồi đấy. Văn Thị Ngọc Ngà. Ơi, để xem bạn iPad là bạn nào, cô cũng đang tò mò, không biết bạn ấy tên gì. Sợ. Nào, cái bạn iPad 2 này, bạn mở mic cho cô xem nào. Ôi nào, đừng sợ, don't scary. Ồ, bạn không mở được mic. Nào, bạn nào nhờ, Tiến Minh à? Ồ, thế anh gọi bạn khác để làm. Ok, can you hear me? Con nghe cô không? Ai biết rồi, bạn bấm cái này là cái gì không biết. À, chị ơi, mày có nói được không ạ? Ok, hello. Rất kín kìa. Ồ, được rồi, bạn Khang lớp 2 nào. À, Khang lớp 2 vừa gọi rồi. Gọi rồi nha, Phạm Khánh Hà Minh rồi. Ui, sao tên dài thế. Đâu rồi, Phạm. You hả? Ok, đâu rồi, 2K13. Ơ, đợi cô một tí. Con đây ạ. Okay, I don't know about your full name, so what is your exactly name? Tên chính của con là gì? Con tên là Phạm Khánh Hà. Ah, your full name is Phạm Khánh Hà, right? How old are you now? I'm 8 years old. You're 8 years old, so I see that you're a little bit self confident about your speaking. So let's check. Bây giờ con đang mở mic đúng không? Cô sẽ cho con nghe xem là cái bức tranh này đang diễn đạt cái gì nhá, và con sẽ nói lại cho mic để xem mic có nhận dạng được không nhá. Okay. She is wearing a pink shirt. Sau khi nghe thì con sẽ nói lại. Ok, sau khi nghe con sẽ nói lại theo trí hiểu của con và xem là có phát âm chuẩn không thì máy sẽ nhận dạng được. Hiểu chưa? Cô, vâng ạ. Ok, nào nghe lại một lần nữa nhá. She is wearing a pink shirt. Cô ấy đang mặc một... But in English. She is wearing a pink shirt. Wow, look at this. She is wearing a pink shirt. Good. Con đã hiểu cách chưa? Rồi ạ. Okay. Is it interesting? Next. He is wearing a green scarf. What this? Nào, bây giờ tiếp tục nào. Bạn nào đây? Bạn nào? Who? Who next? Who's next? Bạn nào nhỉ? Đó, các bạn comment cho cô xem là bạn nào. Bạn nào tự tin nào đọc được câu này nào. Nguyễn Hoàng Ngân. Nguyễn Hoàng Ngân. Okay, hello. Hello, teacher. Okay, great. So, I will turn on the radio and then you will repeat, okay? Okay. He is wearing a green scarf. He's wearing a green scarf.
Có vẻ như là AI chưa nhận dạng được giọng của mình rồi. Nào, con đọc lại một lần nữa nào. He is wearing a green scarf. He's wearing a green coat. Nào, mình cố gắng một lần nữa nào để mình luyện phát âm nào. He is wearing a green scarf. He's wearing a green scarf. Nào, anh ấy thì đang đeo một chiếc khăn quàng màu xanh lá, đúng không? Okay, xem nào. He is wearing a green scarf. Nào, con đọc xem nào. He is wearing a green scarf. He's wearing a green scarf. Đấy, khi mà mình phát âm bị sai thì máy sẽ không nhận dạng được, đúng không? Mình sẽ cố gắng nhá. He is wearing a green scarf. He's wearing a green scarf. Scarf. Đúng không? Con đọc là car, đúng không? Con đọc gần rồi, con đọc là car. Trong khi từ kia là scarf. Nào, lại nào. Cô thử đọc nhá. Ok. He is wearing a green scarf. He is wearing a green scarf. He's wearing a green scarf. 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 Oh, thế là không nhận dạng được giọng của bạn rồi. Nào, mình thử một cái khác nào. They are wearing brown pants. They are wearing a brown pants. Oh no, they can't. Giống như vừa nãy bạn nữ bạn đọc ấy thì là nhận dạng được luôn, đúng không? Con có thấy không? Đó là khi mà bạn phát âm chuẩn thì là máy sẽ nhận dạng được luôn. Nhưng mà mình phát âm chưa chuẩn là máy không nhận dạng được, đúng không nhỉ? Thì đây, nhớ nhá, đây cũng là bài tập về nhà của các bạn ngày hôm nay. Đó, thì cô sẽ gửi cho các bạn những cái link này để các bạn luyện nói và quay lại quá trình cho cô nhá. Ok, cô sẽ gửi cho các con cái link bài tập này và các bạn sẽ luyện nói này. Quay lại video xem là máy đã nhận dạng được bao nhiêu câu trong các câu của các con nói nhá, được không nhỉ? Mình sẽ cố gắng luyện tập speaking thật là nhiều. Ok, để có thể là mình phát âm chuẩn hơn, đúng không nhỉ? Mình nói tiếng Anh dễ hơn, đúng không? Ok, rồi thời lượng của lớp mình ngày hôm nay cũng đã hết mất rồi. Và ngày mai nhá, các bạn theo dõi ở trên nhóm Zalo này để mình có thể, thế nào nhỉ? Xem bài tập và làm bài tập nhá. Rồi, và cô hứa với các con là thứ tư hôm sau thì mình sẽ gặp lại nhau và xem tiếp câu chuyện của Mrs. Rabbit Go to the Town, đúng không? Để xem là bạn thỏ xanh, đúng không? Bạn thỏ áo xanh thì sẽ thế nào nhá. Còn tiếp thứ hai là mình sẽ làm bài tập trong cái link game vừa rồi ý, để mình luyện nói, đúng không nhỉ? Rồi, cô chào cả lớp nha và chúc cả lớp có một buổi tối thật là vui. Mình chuẩn bị brush your teeth and wash your face. Right, brush your teeth and wash your face and go to bed. Good night. Bye bye. Bye.